Thiên gia. Ai là con Thiên gia? Không tăng Thiên gia. Ai là con Thiên gia? Bóng tăng Thiên gia. Đừng lên tiếng. Cho dù có tìm thấy chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đi ra. Mọi người biết không, những nam nữ tới tuẫn tình cốc để tuẫn tình, nếu vì sợ hãi cái chết mà đi ra, thì người của Tây Nạp tộc sẽ coi thường họ. Chính là vì điều đó mà chúng ta sẽ không đi ra. Muội không muốn đi ra. Muội thật sự không muốn đi ra. Muội lần đầu tiên cảm thấy được bình yên như vậy, không cần nghĩ tới phiền não, chỉ có huynh và muội yên yên tĩnh tĩnh hưởng thụ sự hạnh phúc bình yên. Thiếu gia, A Lạc Khâu à, con không thể chết, thù của chúng ta vẫn chưa trả. Xin tiến sang chứng giám cho lời thề của ta. Ta sẽ khiến Mộc Phủ bị hủy hoại ở trước mắt, khiến Mộc gia mãn môn diệt tuyệt, vạn kiếp bất phục. Muội đang làm gì vậy? Muội đang viết ba chữ mà huynh tặng muội. Chỉ có huynh và muội biết nó thôi. Đó là bí mật của chúng ta. Chỉ có huynh và muội mới đọc hiểu được nó. Đúng vậy. Chỉ thuộc về chúng ta. Mộc Tăng, muội rất thích như vậy. Muội thích, thích cùng huynh sở hữu một bí mật. Mộc Tăng, chúng ta sắp chết rồi. Mộc Tăng, muội không sợ chết. Như vậy muội có thể cùng huynh bên nhau, không còn thù hận xen vào. Thật ra có bí mật này muội vẫn luôn không dám nói. Muội vào Mộc Phủ là vì muốn báo thù. Người nhà của muội đều bị Mộc Phủ hại chết. Chỉ có muội với cửu cửu là còn sống. Ông ấy kêu muội lợi dụng huynh để báo thù. Muội không làm được. Muội không muốn làm hại huynh, cho nên muội lựa chọn trốn tránh. Cuối cùng cũng không trốn được. Bây giờ chúng ta cùng chết chung một chỗ, đúng không?
Mộc Tăng, Mộc Tăng, huynh không thể chết được. Muội sợ đối mặt với hiện thực cho nên mới lựa chọn cùng huynh tuẫn tình. Muội sợ lắm, huynh không thể chết. Muội muốn cùng huynh bên nhau mãi mãi là muội ích kỷ quá. Muội xin huynh, huynh hãy tỉnh lại. Mộc Tăng, huynh mở mắt ra đi. Huynh không chỉ thuộc về mình muội, huynh còn là thổ ti tương lai, huynh là thuộc về Lệ Giang. Huynh cảnh giác hy vọng của Mộc phủ, huynh không thể chết. Mộc Tăng, huynh không thể chết. A Lạc Công, 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 A Lạc Công. Mộc Tăng, huynh tỉnh lại đi. Muội không thể để huynh chết được. Huynh nhất định phải sống, Mộc Tăng. Muội sẽ đưa huynh đi. Muội đưa huynh ra ngoài. Mộc Tăng, huynh không được chết. Mộc Tăng thiếu gia, chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây. Mộc Tăng thiếu gia, A Lạc Công thiếu thư, A Lạc Công, Mộc Tăng thiếu gia, A Lạc Công thiếu thư. Ê, nhìn kìa, Mộc Tăng thiếu gia, A Lạc Công, Mộc Tăng thiếu gia. Ê, mau, mau. Mau lên, mau lên, mau lên. Mộc Tăng thiếu gia, 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 mau đỡ lên đi, Mộc Tăng thiếu gia, nhanh lên. Nói đi chứ, không phải đều là danh y sao? Tình hình của Mộc Tăng thiếu gia rốt cuộc thế nào? Phải nói rõ trước mặt lão phu nhân. Sao không ai nói gì hết vậy hả? Các ngươi nói thật đi, ta sẽ không trách tội các ngươi đâu. Mộc Tăng thiếu gia với A Lạc Khâu tiểu thư đều bị hàn khí nhập vào phế phủ, tổn thương kinh mạch, cần phải nghỉ ngơi lâu dài. A Lạc Khâu ta mặc kệ, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi, khi nào Mộc Tăng có thể tỉnh lại? Hai người bọn họ đều như nhau, có lẽ ngày mai có thể tỉnh rồi, cũng có thể là sẽ ngủ rất là lâu. Bao lâu? Dạ rất khó nói, tùy vào số mệnh. Câm miệng. Con trai, con trai à, con trai, con mau tỉnh lại đi con. Con nhìn mẹ đây nè. Con trai, con mau tỉnh lại đi. Con trai, con không thể không tỉnh lại được. Con trai, A Lạc Khâu à, giờ nó sao rồi? Cũng giống Mộc Tăng thiếu gia vậy đó, vẫn còn hôn mê. Ngay cả Lang Trung cũng không biết khi nào họ mới có thể tỉnh lại. A Chiếu à, mấy ngày nay ta không tiện ghé qua, phiền cô chăm sóc cho nó. A Lạc Khâu à, ta biết là con sẽ không sao đâu.
con còn oán thù chưa báo mà. Con nhất định sẽ không ngủ hoài như vậy được. Cửu cửu vẫn chờ con, chờ con tỉnh lại đó. A Chiếu à, ngày mai ta lại tới thăm nó. Tỷ tỷ, tỷ cứ ở yên đây chờ nha. Muội đến nhà bếp lấy thuốc cho tỷ, sẽ quay lại mau thôi. Đưa đây. Tiểu thư, đưa đây. Người chồng sắp cưới của ta lại đi tuẫn tình với thị nữ nằm đó. Coi ta là cái gì? Bọn họ coi ta là đồ ngốc, bắt tay nhau gạt ta. Cả đời ta chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn tới như vậy. Ta nhất định phải giết cô ta. Ta nhất định phải giết cô ta. Tiểu thư ơi, đừng như vậy, cầu xin cô, chúng ta đi thôi. Đừng hòng có ai muốn cướp cái gì ở trong tay của ta. Người ở ngoài cửa đứng canh, có người tới thì cho ta biết. Tiểu thư, có nghe hay không? Dạ. Đều do ngươi tự làm tự chịu hết. A Lạc Khâu, đừng trách ta nhẫn tâm, là các người đã quá đáng với ta. Nếu bên ngoài biết được chồng của A Thất Du ta trước khi thành hôn đã cùng thị nữ tuẫn tình, sau này mọi người đều sẽ cười nhạo ta. Mọi người sẽ đem ta ra để làm trò cười. Không thể như vậy được. Người nhất định phải chết. Chỉ khi nào ngươi chết, Mộc Tăng mới có thể hồi tâm chuyển ý, mới có thể thực sự thuộc về ta. Đều là tại ngươi. Tiểu thư, tôi ngăn ông ấy không được. Tiểu thư, buông ra. Không được làm hại A Lạc Khâu. Không ai được phép kháng lệnh. Mệnh lệnh của ai? Lão phu nhân. Không thể hiểu nổi, A Lạc Khâu gây ra một chuyện lớn như vậy, người còn muốn bảo vệ cô ta? Không phải ta bảo vệ cô ta, mà là ta bảo vệ Mộc Tăng. Ý người là sao? Không phải con thấy hết rồi sao? Nó có thể vì A Lạc Khâu mà tuẫn tình, cũng có nghĩa là nó có thể vì A Lạc Khâu không mang đến chuyện sống chết. Sớm muộn gì Mộc Tăng cũng sẽ tỉnh. Nếu như nó phát hiện A Lạc Khâu đã chết rồi, với tính cách của nó nhất định sẽ tự sát, chết theo cô ta. Cho nên vì Mộc Tăng, cũng vì tương lai của Mộc Phủ ta, trong lúc này không ai được đụng tới A Lạc Khâu. Vậy để cô ta tiếp tục mê hoặc Mộc Tăng ca ca, để cô ta thay vào chỗ của con sao? Con không nghĩ nhiều được như vậy, con muốn giết cô ta. Trước mặt lão phu nhân không được hồ đồ. Buông tay ra đi. A Thất Du
con yên tâm đi, Lan Trung sẽ chữa trị cho A Lạc Khâu. A Lạc Khâu có thể tỉnh lại hay không còn phải dựa vào Lan Trung nữa. Lan Trung cho tỉnh lại thì cô ta mới có thể tỉnh lại. Mộc Tăng sớm muộn gì cũng tỉnh. Lúc mà nó tỉnh lại rồi, phát hiện A Lạc Khâu chưa chết, chỉ đang nằm hôn mê, để nó chấp nhận sự thật thì mới có thể từ từ quên đi được. Con không thể chịu đựng khi thấy Quỳnh ấy thành hôn mà trong lòng lại nghĩ tới nữ nhân khác. Con nhất định phải chịu đựng. Để làm thổ ti phu nhân tương lai, con cần phải học được tính nhẫn nại. Đây là bài học đầu tiên của đời con. Khâu tỉnh rồi à? Dạ, vừa có hộ vệ bẩm báo tận mắt nhìn thấy cô ta tỉnh lại. Tuy là vẫn còn yếu nhưng không có vấn đề gì lớn. Vậy làm sao đây? Cô ta còn tỉnh sớm hơn Mộc Tăng ca ca. Kế hoạch vừa rồi không thực hiện được nữa rồi. Quản cái gì, kế hoạch thứ nhất không được cũng không còn cách giải quyết khác. Đây là bài học thứ hai của con. Đến khi Mộc Tăng ca ca tỉnh lại, nhất định sẽ cưới A Lạc Khâu làm thiếp. Vậy con phải làm sao đây? Kế hoạch thứ nhất không được, còn có kế hoạch thứ hai mà. Thật ra muốn giải quyết vấn đề A Lạc Khâu cũng không khó như con tưởng tượng đâu. Bây giờ có phải chưa có ai biết A Lạc Khâu tỉnh lại không? Dạ. Mộc Khôn thì sao? Mộc Khôn thiếu gia ba ngày thì ở trong phòng A Lạc Khâu, buổi tối không tiện lắm nên sẽ đến chỗ Mộc Tăng thiếu gia. Truyền Mộc Khôn đến chỗ của ta, đừng cho nó biết A Lạc Khâu đã tỉnh lại. Nếu muốn giải quyết được vấn đề tiếp theo thì nó là chướng ngại duy nhất. Còn thời gian một buổi tối thu dọn đồ đạc. Nói vậy là sao? Lão phu nhân nói rồi, sáng sớm ngày mai A Lạc Khâu sẽ đi cùng ba nặc về đưa quả trại thành thân. Ngày mai? Không phải nói là chờ xong hôn lễ sao? Một nữ nhân tháo chạy khỏi Tuẫn Tịch Cốc không có tư cách ở lại một phủ. Lão phu nhân nói rồi, ngày mai phải đi. Không sao, ta không để bụng nàng tuẫn tình với ai, chỉ cần chưa chết là được rồi. Không được, phải đợi Mộc Tăng thiếu gia tỉnh lại rồi mới tính được. Hay à, bây giờ hết kịp nữa rồi. Hay à. Cô nương xinh đẹp à, sáng sớm ngày mai ta tới đón nàng, không ai ngăn được ta đón nàng về sơn trại đâu.